Trong cơn mưa nặng hạt, bà con Phật tử tỉnh Cao Bằng vẫn không ngại khó ngại khổ có mặt ở chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Dốc đúng giờ để tham gia đại lễ Phật đản. Với nhiều bà con dân tộc nơi biên cương Tổ quốc, đây là lần đầu tiên họ biết đến đại lễ Phật đản và được thực hiện đầy đủ các nghi thức truyền thống dưới sự hướng dẫn của chư tăng. Lễ tắm Phật dưới màn mưa có lẽ là kỷ niệm khó quên của người Phật tử nơi đây về mùa Phật đản sinh 2022. Hôm nay là ngày lễ Phật đản. Tôi cũng như các Phật tử về chùa ngày hôm nay trong lòng rất hân hoan và vui mừng chứng kiến được ngày lễ Phật đản trang trọng như thế ngày hôm nay. Tôi thì cầu mong cho tất cả các Phật tử cả nước hướng về Tam Bảo để cho Tam Bảo phát triển, trường tồn và phát triển mạnh mẽ hơn. Không khí trang nghiêm, hoan hỷ còn thể hiện rõ trong từng tiết mục văn nghệ cúng dường Đức Thế Tôn. Dù già hay trẻ, tất cả đều đã tập luyện rất chăm chỉ và nhiệt tình cho chương trình này. Mùa Phật đản năm nay được sự chỉ đạo tận tâm của Thượng tọa chủ trì chư tăng chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Dốc đã thiết kế được Tùng Lâm Tỳ Ni tại nơi biên cương của Tổ quốc để tái hiện lại lịch sử cuộc đời của Đức Phật. Thứ hai là các cháu thiếu nhi xóm Bản Dốc đã thực tập múa văn nghệ để dâng lên cúng dường mừng ngày Đức Phật đản sinh. Để chuẩn bị cho đại lễ Phật đản, trước đó cả mấy tuần, chư tăng chùa Trúc Lâm Bản Dốc đã đi tặng cờ ngũ sắc cho bà con. Vườn lâm tỳ ni lung linh sắc màu trong khuôn viên chùa cũng nhờ sự góp sức trang trí của các em nhỏ. Đây là lần đầu tiên con được trang trí vườn lâm tỳ ni. Con rất vui và hạnh phúc khi được lên chùa Phật Tích Trúc Lâm Thác Bản Dốc. Hôm qua đại lễ Phật đản năm nay, nhà chùa mong muốn bà con nhân dân Phật tử nơi biên cương của Tổ quốc biết về chùa tu học, làm lành lánh dữ, siêng làm các việc lành, không làm các việc ác và học hỏi theo lời Phật dạy để cuộc sống có nhiều hạnh phúc bình an hơn và tạo nên sức đại đoàn kết dân tộc. Cuộc sống nơi biên cương Tổ quốc dẫu khó khăn nhưng bà con Phật tử vẫn luôn nỗ lực tinh tấn tu học. Dù còn nhiều lần đầu tiên, còn nhiều sự bỡ ngỡ với những lễ nghi truyền thống của nhà Phật, nhưng sự nhiệt tình của chùa đã giúp đời sống tinh thần của bà con ngày một phát triển. Sở tỉnh miền núi Cao Bằng mời quý vị cùng đến với huyện vùng núi nghèo Yên Lập, tỉnh Phú Thọ để cảm nhận không khí hân hoan đón mừng ngày Đức Phật thể hiện. Mùa Phật đản đầu tiên, mùa của những hạt giống thiện lành được ươm mầm, mùa của lòng biết ơn được vun trồng. Ngôi nhà của gia đình bà Đông hôm nay thật đặc biệt khi có sự ghé thăm của chư Tôn Đức cùng các Phật tử đồng đạo. Dù đã trở thành người đệ tử Phật từ lâu, nhưng đến nay, gia đình bà Đông mới có cơ hội tổ chức lễ tắm Phật tại Tư Gia. Dưới sự hướng dẫn của chư Tôn Đức, lần đầu tiên được thực hiện nghi thức thiêng liêng ngay tại chính ngôi nhà của mình, mỗi thành viên đều có cảm xúc lâng lâng khó tả. Đây là một nhân duyên thù thắng mà cũng là một cái điều rất là vinh hạnh và cũng là để cho Phật tử chúng tôi sau này tu tập thì cũng phải biết được các cái việc, các ý nghĩa về cái ngày Phật đản sinh cùng cả gia đình rồi con cháu cũng có thể tham gia tắm Phật rồi để con cháu và mọi người cùng hiểu và cùng tu tập theo mới lại giáo pháp của Phật. Tôi cảm thấy là rất là phấn khởi và vui vẻ và khi mà thấy tổ chức cái lễ tắm Phật tại gia thì thấy rất là nhẹ nhàng đơn giản cũng rất là tiết kiệm cho những Phật tử mà không có điều kiện để tới chùa để tắm Phật thì đây là một cái dịp mà để cho các Phật tử tri ân và tưởng nhớ tới Đức Phật. Một lễ đài nhỏ nhắn nhưng trang nghiêm với đủ hoa thơm trái ngọt. Có những lần đầu tiên như thế này rồi sẽ trở thành những lần quen thuộc tiếp nối. Người con Phật luôn có cách tưởng nhớ đến ngày đản sinh của Ngài. Cái lễ đài Phật đản tại nhà thì các vị chỉ cần mua chừng một ít hoa thôi thì cắm xung quanh cái chậu tấm Phật, cái bệ của Ngài, rải một ít hoa xung quanh
thì để cho trang nghiêm và trân trọng thôi, miễn sao là cái tấm lòng của mình hướng về Đức Từ Phụ vào ngày lễ kỷ niệm Phật đản này là được. Tất cả mọi người con Phật, cả gia đình toàn thể đều hướng về Ngài. Mình chủ yếu là đó hoa lòng của mình, hoa tâm mình dâng lên Đức Phật, đó là điều tốt đẹp nhất. Có lẽ cảm xúc lần đầu tiên được đón mừng lễ Phật đản một cách đặc biệt, không chỉ đến với các thành viên trong gia đình bà Đông, mà còn tất cả Phật tử huyện vùng núi Yên Lập những ngày này. Đây cũng là năm đầu tiên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Yên Lập tổ chức đại lễ Phật đản, không phô trương nhưng cũng đủ thành kính, trang nghiêm. Hôm nay cũng là cái buổi lễ Phật đản long trọng đầu tiên mà Ban trị sự Phật giáo huyện tổ chức, quy tụ Phật tử trên toàn huyện, các xã, phường, thị trấn cũng về tham dự. Với cái ý nghĩa mục đích của ngày lễ Phật đản thì ban tổ chức cũng muốn gửi đi cái thông điệp của Đức Phật, đó là tinh thần từ bi, sống hòa hợp và đoàn kết, làm sao xây dựng một xã hội, một dân tộc phồn hưng thịnh, vững mạnh và bền vững lâu dài. Rất là hân hoan trong cái niềm vui của các Phật tử tụ tập vân tập về đây để tắm Phật, thì cũng học hỏi được nhiều những cái lời căn dặn của quý thầy để đi theo bước chân của Phật, để tu tập, để trở thành những người con của Phật tốt. Dường như một Phật đản đã và đang trở thành một lễ hội đặc biệt, không chỉ đối với người con Phật mà còn là của toàn dân tộc. Dù là lần đầu tiên hay được tổ chức ở bất cứ nơi đâu, lễ Phật đản vẫn luôn trang nghiêm, trọn vẹn, bày tỏ sự tôn kính, lòng biết ơn dâng lên Ngài. Có thể nói rằng nhịp vui khánh đản đã ngân vang khắp chốn, hàng triệu người con Phật rộn ràng đón Đức Phật đản sinh. Cũng giống như niềm vui của Phật tử cả nước, tại một vùng núi xa xôi tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, bà con Phật tử dân tộc một lòng thành kính hướng về Ngài. Đến thăm thôn 6, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng những ngày này, cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo được cắm dọc hai bên đường. Mùa Phật đản đã đến gần hơn với bà con dân tộc Châu Mạ, Cờ Ho nơi này. Ghé thăm gia đình anh Croc, không khí trở nên rộn ràng hơn. Lễ đài đản sinh được cả gia đình tự tay thiết trí, tuy đơn giản, nhưng đó là tất cả tấm lòng của các thành viên trong gia đình muốn dâng lên cúng Phật nhân mùa đản sinh. Cái Phật đản như này thì có ý nghĩa của bà con thì rất vui mừng, rất sảng khoái hơn. Cái này thì do theo thầy, thì thầy tổ chức thì bà con làm theo như vậy. Năm nào cũng lễ Phật đản thì cũng tổ chức trong gia đình như vậy đó, trong nhà như vậy đó. Trong nhà tức là nhà tổ, nhà tiên của người đồng bào đó. Cảm thấy vui, cảm thấy thoải mái trong lòng con người. Nhân ngày đản sinh hôm nay thì tất cả gia đình cùng tụ tập để làm lễ Phật đản thì hôm nay cũng rất là vui và cũng được đoàn tụ cùng gia đình để làm lễ đản sanh với tâm lòng thành kính trước Đức Phật và đi theo con đường của Phật. Tháng tư sen nở, đó cũng là lúc người con Phật ở bất cứ nơi đâu luôn thành tâm hướng về mùa khánh đản, và đối với bà con dân tộc tại xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm cũng vậy. Tranh thủ thời gian sau một ngày lê nương làm rẫy, bà con lên chùa, những lời kinh, tiếng kệ, từng lời dạy của chư Tăng giúp bà con hiểu thêm về sự kiện đản sinh thiêng liêng. Khi mà mình làm lễ tắm Phật, đó là một cái sự thiêng liêng của cái đêm 14, cái ngày mà Đức Phật đản sanh, là đó là cũng một cái cơ hội, là một cái điều kiện mà để cho các Phật tử trong một năm là cái ngày đản sanh của đất Đức Như Lai, để họ có cái cơ hội để thể hiện mình là cái người con Phật, và một cái sự gắn kết giữa Phật giáo và người đồng bào dân tộc Châu Mạ tại địa phương. Ngôi chùa Di Đà hôm nay đông Phật tử hơn, trang nghiêm hơn khi diễn ra nghi thức tắm Phật. Người già cho đến trẻ con, từ người dân tộc cho đến người kinh, tất cả đều thực hiện với tất cả tấm lòng thành kính. Mỗi gáo nước rồi là một lần tưởng nhớ đến Đức Phật và gột rửa tâm hồn. Hôm nay nhân ngày đại lễ Phật đản, ngày đản sanh của Đức Phật Thích Ca, thì không chỉ riêng tôi
và tất cả bà con trong buôn làng đều rất là háo hức. Đó là niềm vinh dự rất là to lớn của buôn làng nói riêng và Phật tử cả nước nói chung. Cảm xúc của tôi ngày hôm nay thì phải nói là hoan hỷ, hạnh phúc vì được đón thêm một mùa Phật đản mới và được tắm Phật thêm một lần nữa. Là một người con của Phật thì đây là một vinh dự lớn nhất, tại vì mỗi năm thì chỉ có một ngày mà thôi. Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 đã về. Thông qua những hoạt động như thế này giúp lan tỏa tinh thần khánh đản của người con Phật đến với tất cả mọi người xung quanh.